Sau giờ gì bị lôi vào bê bối thái độ của Kim Jong Hyun, điều khiển nam diễn viên thổ lộ với Seo Hyun. Gần đây, nam diễn viên đăng lên của showbiz Hàn Kim Jong Hyun bị chính đài SBS bóc phốt thái độ làm việc không chuyên nghiệp. Nam tài tử của hạ cánh nơi Anh khiến bạn diễn là Seo Hyun SNSD phải bật khóc trên phim trường, đột ngột bỏ vai gây ảnh hưởng cả đoàn phim. Như đã đưa tin trước đó, nhân viên A của phim Time đài NBC năm 2018 đã tiết lộ những chi tiết mới liên quan đến việc Kim Jong Hyun đột ngột rời khỏi dự án. Mặc dù câu chuyện ủng hộ rằng có những lý do nhất định cho việc anh ấy rút lui đột ngột, nhưng các báo cáo mới từ nhân viên khác nhau đã làm sáng tỏ vấn đề này. Vào ngày 12 tháng 4, phương tiện truyền thông Dispatch đã tiết lộ một hợp tác các tin nhắn giữa Seo Ye-ji, người lúc đó được cho là bạn gái của Kim Jong Hyun. Dispatch cho rằng Seo Ye-ji là người chủ mưu đằng sau hành động thiếu tôn trọng của anh ấy và chỉ trích Kim Jong Hyun thiếu chuyên nghiệp vì đời tư tình cảm của mình. Đồng thời, họ cũng công khai một phần cuộc trò chuyện bằng tin nhắn giữa hai người, nói rằng Kim Jong Hyun có biểu hiện bất thường trên phim trường dưới sự kiểm soát của nữ diễn viên Seo Ye-ji. Dựa trên bài báo, khoảng 13 cảnh skinship đã biến mất từ tập 5 đến 12 trong phim Time. Tại sao anh ấy từ chối skinship? Anh ấy đang nhận được sự chỉ đạo từ diễn xuất của một người khác, không phải đạo diễn Jang Jun-ho của Time mà là đạo diễn Seo Ye-ji. Kim Jong Hyun đã hành động theo lệnh của bạn gái. Các phương tiện truyền thông đưa rằng Kim Jong Hyun đã liên lạc với Seo Ye-ji thông qua KakaoTalk và yêu cầu xóa bỏ những cảnh lãng mạn và đẩy đường với nhau. Bài báo cũng công khai tin nhắn văn bản giữa Seo Ye-ji và Kim Jong Hyun. Theo đó, Seo Ye-ji ra lệnh cho Kim Jong Hyun không được eye contact, nhìn vào mắt hay skinship tiếp xúc da thịt với bạn diễn nữ hay bất cứ người phụ nữ nào trên trường quay, tới mức nam diễn viên phải thề thốt rằng mình còn không chào các staff nữ. Do nghe lời bạn gái, Kim Jong Hyun đã nói với đạo diễn rằng mình không thể diễn cảnh tình cảm nào và Seo Ye-ji rất hài lòng với kết quả như vậy. Không những ghen với nữ chính, cô thậm chí yêu cầu Kim Jong Hyun lén gửi video cho mình về tình hình ở trường quay Time. Khi Kim Jong Hyun nhận được kịch bản, nam diễn viên yêu cầu chỉnh sửa và gửi nó cho Seo Ye-ji thẩm tra. Những lời nữ diễn viên thường nói là sửa cho nó tốt, không có skinship, không có lãng mạn gì đâu nhé. Nhân viên đoàn làm phim tiết lộ, Kim Jong Hyun tuyên bố tinh thần bộ phim là quan trọng nhất và không nhất thiết phải có cảnh skinship. Ở nơi quay phim, anh ta liên tục yêu cầu staff chỉnh sửa kịch bản. Các staff bắt đầu nghi ngờ khi thấy nội ám ảnh điện thoại của Kim Jong Hyun. Anh ta báo cáo mọi chuyện ở trường quay với bạn gái của mình. Khi nhận được kịch bản, anh ta đã yêu cầu chỉnh sửa lại và gửi kết quả cho Seo Ye-ji. Dưới đây là báo cáo từ những người trong cuộc và nhân viên của bộ phim truyền hình. Kim Jong Hyun liên tục yêu cầu chỉnh kịch bản trên phim trường. Nếu không đáp ứng yêu cầu, anh ấy đã chạy ra ngoài và thở nặng nề. Sự cố phát hành báo chí là chưa từng có. Bất cứ khi nào Seo Hyun cố gắng hòa mình vào vai diễn, anh ấy sẽ cản trở cô ấy. Cô ấy đã có khoảng thời gian khó khăn và đã khóc rất nhiều. Có một cảnh Seo Hyun bị ô tô đâm và anh ấy nói sẽ dừng cái xe bằng tay. Anh ấy không phải Iron Man. Được biết, Kim Jong Hyun đã gián đoạn 11 tháng sau khi rời Time và trở lại với hạ cánh nơi Anh. Gần đây, tin đồn của Kim Jong Hyun và Seo Ye-ji trở thành chủ đề gây sốt dư luận.